Hello, Việt Thảo xin chào các bạn Trước khi uh, các bạn theo dõi Chuyện Minh lề lần thứ 408 Xin cho Việt Thảo gửi lời nhắn tin Đến với các bạn ở tại Houston, Texas Cũng như các vùng phụ cận Là thứ tư vào ngày 26 tháng 8 này Việt Thảo sẽ có mặt Ở tại Houston Từ 8 giờ đến 9 giờ đêm uh, Trong chương trình trực tiếp Thu hình và phát hình Trên ABTV 55.4 Houston uh, Tức là Apple Broadcasting Television. Nhớ nha các bạn, ABTV 55.4 tại Houston từ 8 giờ đến 9 giờ đêm trong chương trình trực tiếp thu hình và phát hình chuyện bên lề. Nha. Xin cảm ơn. Và bây giờ mời các bạn đi vào chuyện bên lề lần thứ 408. Trong chuyện minh lệ lần thứ 408 lần này là một xung đột lớn, là một sự xung đột lớn giữa các ông và các bà, giữa vợ và chồng trong hai luận tư tưởng về cái nhận xét của người này đối với người kia như thế nào. Việt Thảo xin dành ưu tiên cho cái nhận xét của các bà đối với những ông chồng trước. Trong đó có 10 điều khủng khiếp nhất của người đàn ông Việt mà các bà nhận xét như thế nào. Nha, các ông nhớ theo dõi cho kỹ để mình biết được các bà nghĩ gì về mình. Và các bà cũng nên xem và coi cái tâm tình này có đúng của các bà nhìn về các ông hay không. Để rồi chấm dứt cái chuyện minh lệ 408 sẽ là cái uh, những cái cảm tưởng, những cái tâm sự của ông chồng đối với bà vợ như thế nào cũng là 10 điều như vậy thì cân bằng nha nhưng mà việc thảo ưu tiên cho các bà trước rồi bây giờ mời uh, các ông chồng mà tôi hay dùng cái chữ của các bà cho nó vui nha Dẫn cái lỗ tai lên để mà nghe chúng tôi nói về các âm như thế nào chúng tôi đây là các bà việc thảo xin đại diện các bà uh, để mà lên tiếng nói dùng cho các bà đây nó xác nhận rất rõ nha không phải là tiếng nói của việc thảo nha tôi chỉ nói dùng các bà thôi ok mười điều đấy như thế nào thứ nhất là các ông coi thường phụ nữ Nói rằng đàn bà thì biết gì. Điều thứ hai là coi việc nhà là việc của đàn bà. Điều thứ ba, các ông cho rằng là các ông không có nghĩa vụ gì với bố mẹ vợ. Thứ tư là các ông cho rằng phó mặt con cái cho vợ. Điều thứ năm, cái điều khủng khiếp nhất của đạo ông Việt đó là ghen tị với vợ. Điều thứ sáu là ngoại tình như cơm bữa. Điều thứ bảy là vũ phu. Điều thứ tám là nhậu nhẹt đàn đúng. Điều thứ chín là ít lãng mạn tiết kiệm lời khen. À, điều thứ 10 là nói dối. Bây giờ bắt đầu phân tích từng tiết mục một. Cái suy nghĩ của các bà đối với các ông, của người vợ đối với người chồng. Và như thế nào mà cho rằng cái đây là những điều khủng khiếp nhất của đàn ông Việt đối với các bà. Bây giờ phân tích cái tiết mục thứ nhất là coi thường phụ nữ. Các ông cho rằng đàn bà thì biết gì. Bây giờ mời các ông nghe nghe, nghe các bà phân tích gì về cái chuyện này đối với các ông. Xin thưa với các ông, bộ óc của phụ nữ chả thua kém gì các ông cả. Chẳng qua là chúng tôi quá bận rộn với việc nhà, việc chăm sóc con cái và hàng tỷ tỷ việc vặt khác nên không có thời gian xem tivi, thời gian nhậu nhẹt chém gió như các ông, nên không thể có được kiến thức xã hội như các ông được. Những việc lớn các ông cho mình quyền tự quyết, tự bàn bạc với nhau, phụ nữ chúng tôi có được tham gia đâu mà biết. Cứ thử đổi việc cho nhau xem, các ông chăm con cái nè, làm việc nhà, chúng tôi làm việc lớn, chắc gì ai đã giỏi hơn ai. Chính sự coi thường phụ nữ của các ông đã khiến cho phụ nữ chúng tôi bức xúc, cáo bẳng, rồi sinh ra cãi cọ nhau. Tất nhiên, chúng tôi muốn thể hiện với chồng là chúng tôi chả kém cỏi gì. Mà các ông lại không cho chúng tôi cơ hội rồi mặc nhiên quy ước với nhau là đàn bà thì biết gì. Khi thấy một phụ nữ nào đó thành đạt giỏi giang ngay lập tức, các ông nghĩ ngay là nhờ dùng thân xác dựa dẫm đàn ông thành đạt mới đi lên được các ông cùng mấy người đẹp xô bi tạo nên lý thuyết mới đoạt đó chơi mới là điều thứ nhất tiếp tục nghe nha tiếp tục nghe tâm tình của các bà nghĩ gì về các ông mà cho rằng là điều khủng khiếp thứ hai này các ông coi việc nhà là việc của đàn bà tại sao bây giờ các bà nhắn nhủ như thế này các đức ông chồng ơi qua rồi cái thời việc nhà đổ hết lên đầu phụ nữ. Các ông nghĩ là mình đi làm 8 tiếng ở công sở rồi về thì uh, không phải làm gì nữa ư? Vậy thì vợ các ông, những người mà sức dốc không bằng các ông, làm ở công sở cũng 8 tiếng, về nhà lại một núi việc nhà, đêm thì không ngon giấc vì chăm con, con nhỏ vì sợ con lạnh, lo con đã dầm những người chồng vô tâm ích kỷ như vậy thì làm sao phụ nữ chúng tôi lúc nào cũng yêu nồng nàn cho được các ông nghĩ là chúng tôi dốt tới mức chỉ cần mỗi tháng đưa tiền lương thôi là đủ điều kiện để được vợ yêu ra vì thiếu tình yêu nên tất cả mọi hành động quan tâm yêu thương chồng chỉ là nghĩa vụ là gượng ép rồi gượng mãi cũng chán thành ra chúng tôi mặc xác các ông các ông tưởng như vậy là sướng à vợ không thèm kiểm soát chồng tức là chắc còn tình cảm gì cả với chồng nữa rồi. Từ không còn tình cảm, chúng tôi cũng sẽ ngoại tình. Cũng đi tìm một người đàn ông đích thực biết yêu thương chia sẻ dù có thể chả bao giờ tìm được. Điều thứ ba, các ông cho rằng không có nghi vụ gì với bố mẹ vợ. Là hãy nghe chúng tôi nói chuyện chúng tôi đây là các bà. Các bà nói gì? Tôi Tôi đây là các bạn nghe không phải giật nghe. Tôi chúa ghét cái câu của các cụ để lại mà các ông cứ ra rả suốt ngày. Dâu là con, rể là khách. Con dâu thì phải cung phụng bố mẹ chồng. Bố mẹ chồng nói cấm cãi. Lấy chồng là phải tuân theo nhà chồng trong mọi việc. Còn con rể thì về nhà vợ cứ như là quan huyện về quê, ai tiếp đón không vừa lòng là có cớ lần sau không về nữa. Các ông có biết tình cảm gia đình thì ở đâu cũng như nhau. Tình mẫu tử thì chả phân biệt trai gái. Bố mẹ chúng tôi nuôi dưỡng chúng tôi hàng mấy chục năm trời. Công lao chả kể xiết. Vậy mà muốn về thăm, cho con về ngoại chơi, chúng tôi cũng phải xin phép. Bố mẹ chồng ốm đau thì con dâu chăm sóc tận tình. Bố mẹ vợ đau ốm thì con rể có bao giờ chăm sóc không? Các ông đừng bao giờ dùng từ nghĩa dụ với chúng tôi. Chúng tôi tự biết phải làm thế nào. Nhưng làm có kèm tình cảm chân thành không thì chả ai ép buộc được chúng tôi cả. Chồng chúng tôi cư xử thế nào để chúng tôi cảm kích đó mới làm việc khó. Bây giờ là điều thứ tư, phó mặt con cái cho vợ. Cái điều này các ông lắng nghe các bà nói nè. Đành rằng chuyện con cái thuộc thiên chức của người phụ nữ, chúng tôi chả đòi hỏi phải công bằng 100% trong chuyện này. Những gì người mẹ cần phải làm, chúng tôi đã làm mà trả một lời kêu than. Nhưng cái chuyện đưa con đi chơi, dạy dỗ con học, đưa đón con đến trường, đàn ông đều có tay chân và trí tuệ bình thường đều có thể làm được cả. Tôi được biết nha, có những người đàn ông thậm chí còn không biết là con học trường nào, bao giờ nghỉ hè. Các ông đã không đỡ đần vợ trong việc nhà, rồi cả việc nuôi dạy con cái cũng chả cần đói hoài tới. Việc của các ông chỉ là kiếm tiền, giải trí cho sướng bản thân của các ông thôi sao gia đình đâu chỉ bền vững nhờ nhiều tiền đó là lý do các ông chả thế nào có nổi một gia đình hạnh phúc đích thực điều thứ năm vấn đề ghen tị với vợ nè các ông lắng nghe vợ cứ kiếm được nhiều tiền hơn có công việc tốt hơn hay là chức vụ cao hơn là y như rằng ông chồng sẽ ghen tức và kiếm cách dìm vợ xuống trước mặt mọi người cứ ông nào vợ giỏi mà chồng có kém hơn tí là các ông lao vào chê bai ông đó. Thay vì mừng cho người ta. Các ông cứ mặc định là đàn ông thì luôn luôn phải thắng. Nếu muốn thắng, hãy lấy người phụ nữ kém cỏi hơn. Vì ông không xứng với người vợ đó, chứ không phải diêm người khác xuống để tùng mình lên. Điều thứ sáu Ngoại tình như cơm bữa. Các bà nói gì về các ông trong vấn đề ngoại tình như cơm bữa? có một thực tế rất buồn cười hiện nay đó là các ông tự đưa ra định nghĩa mới cho việc ngoại tình nếu cặp hẳn với một em thì mới là ngoại tình còn việc bóc bánh trả tiền chùi sạch mép thì không tính các đức ông chồng ơi vậy thì phụ nữ chúng tôi cũng sẽ thực hiện nếp sống mới theo định nghĩa của các ông nhé à càng ngày tôi càng thấy việc ngoại tình của các ông công khai trơ trẽn và thường xuyên hơn các ông tự bao che cho nhau và tự dựng cho mình một tấm khiên bằng rôm rác Bản thân tôi không biết đã tiếp xúc với bao nhiêu người khách hàng nam có lời đề nghị khiếm nhã. Họ đề nghị và bị từ chối không hề xấu hổ là lùng quá đi. Trường hợp thứ bảy là trường hợp vũ phu. Đối với người đàn ông, vũ phu, bà vợ nói gì, các bà nói gì. Các ông nè, hãy tự hỏi mình xem. Tại sao một kẻ sức dài vai rộng lại có thể bạo lực với người phụ nữ yếu ớt hơn mình? Khi người phụ nữ không phục, thì đánh đập họ chỉ càng làm họ coi thường các ông hơn mà thôi. Hãy từ bỏ suy nghĩ, dạy vợ từ thở bơ vơ mới về đi. Các ông kém, bằng hoặc hơn chúng tôi dài tuổi. Tư cách gì mà đòi dạy chúng tôi bằng đòn roi? Chúng tôi đã đến tuổi tự học rồi, không cần phải dạy. Còn điều thứ tám nhậu nhẹt đằng đúng của các ông thì các bà nói gì? Phụ nữ chỉ cần túm tụm ở quán cà phê nói chuyện phím với nhau là các ông đã dùng những lời lẽ không ra gì để bình phẩm. Nào là mấy mụ đàn bà lắm chuyện suốt ngày buông dưa lê, ngồi lê đôi mắt, không phủ nhận thói quen thích tám chuyện của phụ nữ. Nhưng hãy nhìn lại các ông mà so sánh xem hành vi nào để lại hậu quả nặng nề hơn. Nghe nè, các ông đi nhậu nhẹt sai mướt về còn nôn quẹ để chúng tôi phải dọn hình hình ảnh mà ông bố sai sỉnh trong mắt các con chả đạp đẻ chút nào. Nghe nè, các ông hút thuốc nha, uống bia rượu. Không những bản thân các ông bị tác hại mà vợ con của các ông cũng bị ảnh hưởng theo. Những đứa con ốm yếu quẹo hoặc ra đời sẽ bị đổ cho mẹ nó là sữa không tốt, không khéo nuôi con. Nhưng có ngờ đâu là do giống của bố nó đã bị ảnh hưởng bởi đủ thứ thói hư tật xấu từ trước rồi. Các ông bài bạc nè, lô đề này, lúc nào cũng bảo chơi cho vui thôi nhưng các bà vợ chả thấy vui gì cả các ông đừng như vậy thì đừng hy vọng dạy được các con của các ông à nói lại cái chỗ này cho rõ nè các ông như vậy đó thì đừng hy vọng dạy được các con của các ông vì các ông đâu có cho đấy là hành vi xấu đâu rồi thì phần một lại kế tiếp phần hai cũng duy trì chả bao giờ đàn ông việt thay đổi được đâu điều thứ chín là các ông ít lãng mạn và tiết kiệm cái lời khen tặng. Các ông có biết không? Người chồng mà hàng chục năm sau khi kết hôn vẫn còn duy trì cái thói quen tặng qua, quà, cho vợ vào những ngày đặc biệt. Ai mà làm thế thì cũng phải giấu nhẹm đi, không thì người khác sẽ cười mình. Ôi cha, ngoại tình thì khoe, yêu vợ thì giấu, điều gì đang diễn ra trên cái đất nước mình thế này. Điều thứ 10 là điều nói dối. Tôi nói cho các ông biết nha, các ông muốn đi đâu á, làm gì á, thì các ông cứ đàng hoàng nói với vợ dù là vợ cằn nhằn đừng có nói dối vì nếu nói dối mà bị phát hiện chỉ một lần thôi thì lòng tin của chúng tôi đừng trách sao vợ suốt ngày gọi điện kiểm soát đi đâu làm gì đơn giản chỉ là vì các ông đã từng nói dối đừng có làm không khí gia đình lúc nào cũng nặng nề vì các thói xấu nhỏ nhặt của các ông nha trên đây đó mới là sơ sơ 10 điểm xấu của đàn ông Việt mà tôi cho rằng tất cả xuất phát từ suy nghĩ sai lệch đối với phụ nữ. Từ suy nghĩ sai dẫn đến những hành động sai. Các ông chồng cần biết rằng tất cả mọi người vợ đều yêu chồng, đều muốn gia đình êm ấm hạnh phúc cho tới khi không duy trì nổi điều đó nữa. Nhớ nha, đừng dội phê phán vợ trước khi nhìn lại bản thân mình. Không có lửa, thì sẽ không có khỏi. Ok. Wow, đó là những điều khủng khiếp của đàn ông Việt mà các bà chúng tôi nhận thấy được. Thế thì cái tâm sự của ông chồng như thế nào? Mời các bạn theo dõi nhất là các bà nhé. Ở cuối chuyện bên lề 408 sẽ có tâm sự của các ông chồng đối với các bà. Bây giờ chúng tôi xin được tâm tình và trả lời thư tính với các bạn đã gửi thơ cho Việt Thảo ở địa chỉ email mcvietthao@yahoo.com. Ok, thứ nhất là chào anh Việt Thảo của Thủy Thanh hay Thanh Thủy gì đây. À, xin lỗi viết chữ không có dấu hơi khó đọc một chút nha. Hôm nay lần đầu tiên làm bạn với anh Việt Thảo nghe. Nhiều lần xem chương trình của anh, tôi cũng nghĩ ra được có lẽ anh cũng ra trường đại học vào những năm như tôi, 1977. Từ đại học y chuyển sang sinh học, hôm trước tôi có nghe anh à, sẽ giới thiệu về bệnh sỏi mật. Và tôi cũng bị bệnh sỏi mật nhưng tôi chưa mổ và tôi cũng uống nước sung mỗi ngày. Nó cũng rất hay, rất bình yên nếu ai cần mách bảo. Sử dụng trái sung thì anh giới thiệu cho họ nha. Và bây giờ tôi muốn giới thiệu với anh một loại cây dâu tầm, nó gọi là Moonberry cây này ngày xưa tôi làm việc ở công ty dầu công ty uh, dâu tầm Đà Nẵng hay là công ty dâu tầm đa năng Để viết là D N A N G tức là tôi không biết là Đà Nẵng hay đa năng công ty dâu tầm đa năng có thể là chữ đa năng tôi có phân tích uh, hàm lượng lá thân qua rất tốt kết quả vừa rồi tôi đã uống thân lá dâu này để giúp chân tay hết đau nhức đó phong thấp nè sưng khớp dẫn giãn tĩnh mạch chân uống mỗi ngày mỗi ba ngày thấy khỏe rõ rệt uống khoảng hai tuần nên lưu ý là nếu còn đi làm việc phải dậy sớm thì đừng nên uống vào buổi sáng vì một giờ sau sẽ cảm thấy buồn ngủ đó là dâu có tác dụng giúp ngủ và nhớ là mỗi sáng hay là mỗi tối trước khi ngủ nên ngâm chân vào nước dâu này sau đó lau chân khô rất hiệu nghiệm đồng thời nếu muốn tóc không còn bạc à cái chỗ này có lý nghe thì thêm vào nước dầu một nấm đậu đen tức là black bean rất tốt chúc anh Việt thảo thành công hơn nữa trong những kế hoạch của anh nha hình như là thúy hà ký tình thúy hà xin cảm ơn chị rất nhiều à, tôi đề nghị như thế này cái kinh nghiệm của bản thân mình qua cái dâu à, tầm ha cái berry đó cái trái cái lá cái thân như thế nào đó tôi đề nghị chị dùng cái phone chữ việt đi cái bây giờ chữ phone chữ việt đau lốt xuống dễ lắm nha mình xài phone chữ việt chị nên trình bày cặn kẽ hơn nếu được một cái bài đầy đủ đàng hoàng à, tôi sẽ trình bày trong chuyện minh lệ đặc biệt riêng về cái chủ đề đó để cho nhiều người có thể dùng cái cái nghiên cứu của chị để có thể được tốt đẹp hơn trong cái đời sống này nha rồi cảm ơn cảm ơn chị thúy hà rất nhiều và mong là sẽ được nhận được cái bài này của chị nhớ nha nếu có hình ảnh càng tốt nếu viết được chữ Việt thì càng tốt và đầy đủ chi tiết thì tôi sẽ chia sẻ cho mọi người. Xin cảm ơn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chuyện Minh Lệ lần thứ 408 và bây giờ tâm tình được tiếp tục với của Cao Trần gửi cho Việt Thảo không có subject. Chào chú Thảo, con cảm ơn lần trước chú đã đọc thư con, hôm nay con lại có vấn đề tình cảm cần chú giúp con. Cô bạn đồng nghiệp làm chung tổ thích con, tuy cô ấy không nói là thích con, nhưng những hành động cử chỉ làm cho con biết rằng cô ấy đang thích con. Con thì lại không thích cô ấy. Những hành động của cô ấy có khi làm cho con cảm thấy phiền và những người đang theo đuổi cô ấy vì ganh ghét con mà có những hành động làm con thấy phiền. Con muốn chuyển qua tổ khác làm nhưng sếp con lại không cho. Bây giờ con phải làm bây giờ, bây giờ làm gì bây giờ hả chú? Cảm ơn chú đã đọc thư của con. À mình không có quyền cấm người ta yêu thương mình người ta không có mình không có quyền cấm người ta bày tỏ cái tình cảm đối với mình đó là sự tự do liên ngại sự tự do đối xử với nhau người ta không có làm gì xấu với mình cả mình không cấm được cho nên mình cũng không thể ghét người ta được nha, mình không yêu thì thôi nhưng không ghét được mình nên cảm ơn người ta vì đã yêu thương mình chứ người ta gặp mặt mình người ta không dòm không để ý tới đó. mình đi chết đi ok cái thứ hai là cái sự việc những người chung quanh con cho rằng người ta ganh ghét con làm những chuyện phiền đến con đó là con nghĩ như vậy nha chưa chắc thôi thì bây giờ nếu theo có đúng là con nghĩ như vậy đi thì bây giờ mình giải quyết sự việc này như thế nào chú đưa một cái câu chuyện một cái hình ảnh để con nhìn và tự con giải quyết cái cuộc đời của con theo lối nào con thích con thấy hoa sen không nó mập trong một cái đầm lầy có chỗ đó có thể bùng hôi tanh dơ nha ao tù cũng có. khi sen mọc lên đó, thì cái đó sen nó không có hôi, nó không có dơ, nó tinh khiết, thơm, đẹp, rực rỡ. và cái ao tù đó hay là cái nước đục dơ bẩn đó, rác rưởi đó, dần dần nhờ cái sen đó mà nó tinh khiết, nó trong, nó sạch, nó, nó hết đi cái bùi dơ bẩn nếu mà sen mọc lâu ngày nảy nở sinh sôi nhiều ra thì cái cái ao tù dơ bẩn đó nó sẽ cái nước nó trong và nó sạch nó không còn hôi nha cái đặc điểm hay cái sen là chỗ đó như vậy thì tại sao con không là đó sen ý ở đây chú không nói là những người chung quanh là bùng lầy không có nhưng mà cái tư tưởng của họ cái cách của họ thì bây giờ mình không cần biết nó là cái gì con là đó sen làm việc cho đàng hoàng cái tư tưởng mình cho nó chánh niệm nha suy nghĩ cũng vậy đối xử với mọi người bằng cái này, cái này và cái này, bằng cái trí tệ sáng suốt của mình trong cái tình thương yêu và cái lòng dạ tốt đối với mọi người bình thản Nha, bình thản ai nói gì cũng được ai đối xử làm sao cũng được mình hết lòng vui vẻ với mọi người ai đối mình tốt mình cũng tốt ai đối mình xấu mình cũng đối tốt lại và trong công việc giữ gìn cho nó năng qua. dành hết thời giờ cho công việc và đối xử với mọi người tốt chung quanh thì con sẽ đạt kết quả tốt thử coi biến mình thành đó sen trong một cái đầm lầy yeah. nha ok chuyện minh lề lần thứ 408 xin được tiếp tục vấn đề bỏ hút thuốc của nguyễn quý designer à nguyễn quý designer hồi xưa có design cho việt thảo cái hình chào chú việt thảo nghe chú hay nói về vấn đề nên bỏ hút thuốc lá và con đã nói với cha của con cha con quyết định bỏ hay nhưng mà sau khi bỏ lại hay bị chóng mặt lên máu vậy làm sao mình có thể bỏ thuốc lá được Chú hãy cho cha biết làm thế nào để bỏ thuốc lá không? À, đây là vấn đề hết sức là tâm lý nha và vấn đề ý chí nữa. Khi mà cái người bị cao máu nè, chống mặt lên máu đó, bình thường nó hút thuốc lá liên tục. Thì cái thuốc lá, khói thuốc lá làm cho mình không có cảm giác nhiều. Mình cứ tưởng là chống mặt lên máu là do ảnh hưởng khói thuốc lá nha. Nha. Rồi, đến khi mình quyết định bỏ thuốc lá mình không hút thì mình cảm thấy cái chuyện chống mặt và lên máu nó xảy ra nhiều. Có một điều khi bỏ hút thuốc lá nó giúp nó giúp cho vấn đề à, bị tiểu đường nghe, cao máu nghe, tim nghe, mạch nó giúp tốt ghê lắm. Nếu mà cha con tạm thời mà bị hay chống mặt lên máu thì phải đi bác sĩ hỏi coi có phải do vấn đề bỏ thuốc lá không hay là ông đã có căn bệnh đó rồi. Nếu có căn bệnh đó ráng tập thể dục nè ăn uống kiên cử điều độ nè nha ngủ cho đầy đủ nè đó bớt cái lo nghĩ nặng nề thì vấn đề bỏ thuốc lá nó sẽ hỗ trợ rất nhiều không tin thử đi chứ không phải vì vấn đề bỏ thuốc lá bị chóng mặt cao máu có người đổ thừa bỏ thuốc lá bị bệnh nha đó là suy nghĩ của chú như vậy suy nghĩ của chú chưa chắc đã đúng chú không phải là ông thầy thuốc hỏi bác sĩ đi coi phải không nha xin cảm ơn nhưng mà cha đã bỏ thuốc là tốt lắm nói cha tốt lắm ráng duy trì đi ráng giữ gìn mình bị cái ấm ảnh nha tâm lý nghe trời ơi, mình bỏ thuốc lá bây giờ mình bị 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 thiếu một cái gì đó làm cho mình khó chịu say sẩm mặt mày cao máu tăng xong của chả đủ thứ hết nha cái cơ thể mình hay lắm cái đầu óc mình nó hay lắm nó muốn giữ lại cái thói quen hút thuốc thì nó sẽ làm đủ trò hết để cho mình phải hút thuốc trở lại cái 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 ý chí mình cái cái tâm lý chỗ đó con người mình á chưa có muốn từ bỏ hút thuốc đâu cho nên nó sẽ xui khiến ốc của mình làm việc nha nó đặt ra đủ trò hết nó làm cơ thể mình đủ biến chứng hết để chi để mình phải trở lại hút thuốc giống như cái người diet giống như cái người mà giảm cân cũng vậy ăn kiêng nghe giảm cân trời ơi tao nói trí ốc này nó sắp đặt đủ câu chuyện hết chết rồi bây giờ đó mình ăn cái này không có mỡ không sao mình ăn có thêm một chút cũng không sao bây giờ đó nghĩa là nó bày đủ trò cho mình phải theo nó để mình ăn lại cho nên nói với ba bỏ thuốc được tốt ráng giữ còn cái chuyện cao máu hay chống mặt hay tiểu đường hay lên máu, cái đó ráng tập thể dục, ăn ngủ đàng hoàng, ăn uống điều độ thì nó tốt hơn. Xin cảm ơn. Ok, chuyện bên lại lần thứ 408 xin được tiếp tục. Secret. An Nguyễn, hai chú Việt Thảo, cháu tên là Annie. Cháu coi video của chú giới thiệu về sản phẩm Secret. Cháu muốn biết thêm chi tiết về sản phẩm này, xin chú giúp cho Annie Nguyễn. Ok, chú trả lời thẳng luôn. Sản phẩm Secret hay là New Skin, hay là bất cứ một cái sản phẩm nào khi người ta làm ra nhé Apogee cũng vậy của Dr. Kimberly cũng vậy tất cả sản phẩm khi người ta làm ra đều nghiên cứu và tốt nhưng mà phải suy nghĩ nhớ kỹ cái điều nó tốt là trong trường hợp nào ở đâu và cái điều kiện nào và cái sản phẩm đó áp dụng cho cái chỗ nào chứ không phải là mình lấy cái này lắp cho cái chỗ kia hay là xài tạp nhạp tùm lum không phải như vậy Tôi nói thí dụ như sản phẩm Secret, có một em bé 2 3 tuổi nha, cái chân nó bị lở hết nha, bị bị lở. Dùng cái muối muối dầu đó sức lên một lần rồi sau đó hai lần rồi em nó lặn đi nó hết. À, người cha thấy vậy mới gia nhập vào sản phẩm Secret công ty Secret để mà theo đuổi là tại vì thấy nó hiệu quả. Nhưng mà chưa chắc cái muối dầu đó lại hiệu quả cho người khác trong trường hợp khác. Hoặc là nói chung như thế này, tất cả sản phẩm làm ra đều có cái tốt cái hay của nó mình nghiên cứu cho kỹ tốt hơn hết con vào trong cái website của cái secret tìm hiểu nó rồi uh, coi coi cái nào áp dụng thích hợp cho mình còn vấn đề có làm ấy hay không đó là còn phải suy nghĩ lại Vì coi cái ấy trên với ai làm trong trường hợp nào như thế nào nha khi chú giới thiệu về sản phẩm secret cũng vậy thấy rằng nó tốt nhưng con cái nó hơi mắc tiền và cái áp dụng của nó là trong cái đời sống mình tốt chứ không phải xấu còn cái vấn đề là cái net của nó, cái network của nó như thế nào thì mình còn phải suy nghĩ lại nhé. Chỉ đơn giản như vậy. Xin cảm ơn. Chú không có phải là agent của Secret nha Hiện giờ chú không có phải agent của Secret. Cho nên tất cả những cái gì thắc mắc về Secret cứ liên lạc thẳng với công ty Secret. Nó có website nhé. Xin cảm ơn. chuyện bên lần thứ 408 xin được tiếp tục tình yêu không lối thoát của trần mason Chào ba Thảo, con là Jun, là Thủy. Con chúc gia đình ba có nhiều sức khỏe. Con rất thích chuyển minh lời của ba Thảo nhưng giờ con mới dám gửi email, gửi mail cho ba mong ba trả lời con sớm. Tình yêu. Năm nay con 18 tuổi, ba năm về trước chính xác hơn là 15 tuổi. Câu chuyện này xảy ra ba năm trước à? Chỗ buôn bán của gia đình con gần khách sạn của cổ. Hình như là 30U, 40U gì đó con cũng không biết. 30 u là sao ta? À, cái chữ này hình như việc tạo thấy hoài nha, mà mà không biết hiểu sao. À, thí dụ như nếu mà nói u u 18 là cái tuổi under 18 không? Có thể việc tạo nghĩ như vậy. À, u 40 là dưới 40 không? Còn 30 u 40 u không hiểu, chưa hiểu nha. Cái này thật sự không biết. Không hiểu sao lần đầu tiên gặp con đã thích cổ dù cách nhau tuổi rất là lớn con là con trai hay con gái gặp cổ? Đọc tiếp. Con nhỏ, cổ lớn tuổi. Trong 3 năm đó, tức là từ 15 đến 18 tuổi, trong 3 năm đó, con chỉ đi ngang qua khu đường đó. Mỗi lần đi ngang qua thì con muốn làm gì gây sự chú ý với cậu? Con với cổ chỉ nói chuyện một hai câu là cùng. Sau một thời gian suy nghĩ, con không muốn tiếp tục như thế nữa. Cho đến bây giờ thì nếu cổ là khoảng 30-40 tuổi đi, con 18 tuổi là sự chênh lệch tuổi tác rất là cao. Mà hiện giờ là con là con trai hay con gái? Tiếp tục. Con với cổ chỉ nói chuyện một hai câu là cùng xong một thời gian suy nghĩ con không muốn tiếp tục như thế nữa. Con đi ngang qua khu đường đó không thèm nhìn hay làm trò lố gì nữa thì cổ lại nhìn con chậm chậm do bạn con nói lại. Rồi từ từ con cũng bỏ ý từ bỏ nên con cố lại nói chuyện với cổ. Nhưng mọi lần làm thế cổ nhìn con rất khinh do cổ giàu hơn con thôi. Rồi con cũng suy nghĩ chắc là cổ không thích mình đâu. Thì cổ lại nhìn con với đôi mắt buồn ngày nào cũng vậy cứ 9 giờ tối là bắt bàn ra ngoài đường ngồi chơi. Con thì phục vụ quán cho gia đình con nên thường đi tới lui. Đi ngang qua chỗ cổ nhưng lần này con quyết tâm bơ cổ luôn. Cổ mà cười với con là ngày đó con làm lương không vui. Không, làm không lương cũng vui. Còn ngày nào mà cổ ngồi chơi với bạn cùng tuổi. Cùng tuổi. Còn ngày nào mà cổ ngồi chơi với bạn cùng tuổi. Giới tính nam. Thì cho tiền con cũng không mừng. À Uhm. những người bạn của cổ là phụ nữ mà có giới tính nam ngoài mặt con tỏ ra bình thường lắm con cũng thấy con bình thường nhưng sao trong lòng khó chịu liệu con nên tiếp tục đơn phương không lối như không lối như thế nữa hay là chờ đợi câu trả lời của cổ thật sự con không muốn chuyện này sẽ làm ảnh hưởng cột mốc kỷ niệm đời con nhưng con không bỏ được nếu chưa được câu trả lời nên con mong ba thay cổ trả lời con con, con là lesbian xin đừng kỳ thị co con, con rất cứng đầu. Nhưng ba Thảo nói gì con cũng đều làm theo những chuyện mình lệ của ba. Con đều tích một chút để học hỏi. Mong ba trả lời con để con khỏi bị hành hạ tinh thần nữa. Như vậy con là lesbian là một cô gái. Và con cho rằng cô ta cũng là lesbian. Cho nên khi ngồi chơi với những người bạn gái mà có giới tính nam thì con cảm thấy ghen tuông trong lòng khó chịu. Con nhỏ hơn cổ, À, khoảng à, nếu cổ 30 40 con 18 20 nhỏ hơn khoảng 10 tuổi hay mười mấy tuổi con có biết cổ là lesbian hay không có cùng giới tính với mình hay không hay là cổ là một người phụ nữ bình thường cổ có chồng không hay là cổ không có nha phải tìm hiểu kỹ điều đó cái thứ hai là tất cả những cái nhận xét của con là chủ quan của con thôi chứ cổ không có lên tiếng gì cả khi con thấy cổ buồn hay là ánh mắt như thế nào hay đối xử với con khi hoàn toàn là do chủ quan của con nhận xét chứ con chưa có tiếp xúc và cổ chưa nói gì cả. Cho nên hãy trực tiếp làm quen với cổ nha. Nếu thật sự cổ là lesbian, cổ cùng hệ với con, con cũng là lesbian cùng hệ với cổ, hai người cảm thấy tâm đầu ý hợp thích nhau được thì cái tuổi tác không quan trọng. Hãy tìm hiểu cái cổ thuộc có cùng giống giới tính với mình hay không nếu cổ là người phụ nữ bình thường cổ có chồng hay là không có chồng cái chuyện đó nếu mà cổ thích con thì không bao giờ nếu cổ không cùng giới tính thì cổ không thích đâu nhé có thể coi con như một người bạn một người em thôi cho nên cái quan trọng là tìm hiểu chính xác liên lạc với cổ bình thường đừng đặt vấn đề tình cảm vào đó để coi cổ là ai cổ thuộc giới nào và cổ đối xử với con như thế nào còn nếu thật sự cổ cùng giới tính mà cổ yêu thích con thì hãy dành tình cảm cho nhau vì đó là tình yêu tốt nha Cảm ơn con chứng minh lại lần thứ 408 xin được tiếp tục bài Hello anh chủ đề này nếu không phù hợp chú có thể trả lời cho cháu qua mail tùy uh, chú cháu không biết Kẻo cho là mày nói xấu Việt Nam mà cháu nghĩ thực tế là thế đẹp hơn cũng chẳng được nạn trộm cắp xe máy ở việt nam thì chú biết rồi cũng có nhiều loại khóa chống trộm ra đời nhưng chưa thực sự là tuyệt đối à ở đây con giới thiệu giờ một loại khóa của viettel uh, giá tiền nhưng mà uh, khá tốt vậy đó còn ở mức mỹ có nạn trộm cắp xe máy không anh cầu và loại khóa chống trộm nào nói cho cháu tham khảo giới anh cầu làm chuyện bên lề có sợ mắc lòng ai không thương cho roi cho giọt ghét cho ngọt cho bùi hãy là thực tế đi anh con ok như vậy nó có hai vấn đề thứ nhất là hỏi về cái khóa cái thứ hai là ở mỹ có trộm cắp xe không và cái thứ ba là làm chuyện bên lề có sợ mít lòng ai không à, nói về cái khóa trước tại vì ở bên mỹ à, chú không có xài khóa cho xe đạp <laughs> hay là xe gắn máy gì cả chú không có xe đạp cũng không có xe gắn máy chú đi xe hơi chỉ có mua những cái khóa là trong trường hợp như là mình xài lock à, tức là những cái tủ đựng quần áo hay đựng đồ dùng tư nhân ở trong những cái gym chỗ tập thể dục chẳng hạn thì mình mới mua cái khóa lock lại. Thì cái khóa nó đơn giản thôi, có thể dùng chìa hoặc dùng mã số hoặc dùng mã chữ nha. Còn ở nhà thì khóa ổ khóa là dùng chìa thẳng luôn rồi hoặc là khóa bấm số. chứ không có xài thành ra không biết. Còn cái câu hỏi là ở nước Mỹ có nạn trộm cắp xe máy không? Ở đâu cũng có hết. Cái nước Nhật cái nha là cái nước hồi xưa vẫn có trộm cắp. Xe đạp để ngoài đường có không ai lấy nhưng mà sau này vẫn bị trộm cắp khi có nhiều sắc dân tới ở. Ừ. Cho nên cái nạn trộm cắp xảy ra. Mà bây giờ vấn đề nạn trộm cắp xảy ra khắp thế giới chứ không phải nước nào tính thoát được nha. Đó là bình thường ở Mỹ cũng có trộm cắp. Thử để chiếc xe ở ngoài không khóa nó lấy. á, Khóa nó cũng giác đi luôn. Chuyện bình thường. Xe hơi nó còn cấp mà. Nha. Rồi. Như vậy thì hỏi cái khóa nào tốt? Cái khóa lòng nó tốt hơn. Nha. Cái khóa cái khóa trí tuệ nó tốt hơn. Cái khóa đó là cái gì? Cái khóa là mình biết để xe chỗ nào. Dùng ánh mắt coi chừng xe hay là mình để chỗ nào cho nó an toàn. Xe mà mình chạy nó còn quánh mình té nó giật mà. Xe khóa lại nó còn giác nguyên chiếc xe chạy thì không có cái khóa nào tốt bằng. Cái khóa an toàn nhất là cái khóa của mình biết để chiếc xe, giữ chiếc xe thế nào cho an toàn. Bây giờ có cái khóa tốt mà ngồi uống cà phê để sau lưng nó xây lại cũng mất à. Mà bây giờ không có khóa còn để ngay chiếc xe trước mặt con ôm nó ở quánh con nó cũng giật à. Nhưng mà cái đó nó đỡ hơn. Cho nên cái khóa an toàn nhất là cái khóa mà cái sự hiểu biết của mình làm sao để chiếc xe được an toàn nhất, khó bị mất trọng nhất. Chứ bây giờ thật sự cái khóa chỉ là tạm thời. Người ta nói như thế này. Khi khóa cửa, hay là khóa một cái gì đó là đề phòng người ngay chứ không phải đề phòng kẻ gian. Đối với kẻ gian đó, cái khóa gì nó cũng lấy được hết. Đề phòng người ngay là sao? Thí dụ bây giờ nghe đồ lạc tiền bạc mình để trong phòng, mình không khóa cửa. Tình cờ người ngay, tức là người người ta không có ý định đi ăn cắp đồ hay lấy đồ. Tình cờ thấy cái người ta lấy. Yeah. Rồi, cho nên mình khóa lại là để chi? Người ta không thấy cái gì trước mắt, người ta không thò tay lấy thôi. Và trong lòng người ta không phải là kẻ gian Người ta là người ngay cho nên người ta không có cài cửa vô Còn bây giờ cho dù con có khóa cửa Người kẻ gian hay người ta vẫn cài cửa Người ta tìm cách mở khóa để người ta vào lấy đồ Cho nên khóa, chìa khóa là Hay là ống khóa, ổ khóa Là để đề phòng người ngay Chứ không thể đề phòng kẻ gian được đâu Ok Ý là chỗ đó Rồi Bây giờ khi làm chuyện minh lề Thì có sợ mất lòng ai không Xin thưa Làm chuyện bên lề không sợ mít lòng nhưng cũng phải đề phòng đề phòng ở chỗ nào tại vì chú là người của public chú là người ai cũng biết đến nếu mà người ta gọi đi mình cho rằng mình là một cái celebrity một người nổi tiếng thì cái lời nói của chú hành động của chú nó ảnh hưởng rất lớn trong xã hội cho nên phải đâu ra đó có một điều nữa là thí dụ bây giờ một cái người khác họ có thể chửi thề được mà chú chửi thầy không được người ta không chấp nhận hay là bây giờ đó người ta chửi chú được người ta có thể lên trên mạng ha đăng những tin giả tạo người ta nói xấu về chú người ta nói được chú có thưa kiện gì ai được hết tại chú là người công chúng ngược lại đương nhiên cũng có thể thưa kiện được nhưng mà nó phiền phức rồi khi mà thưa kiện đi chăng nữa đó rồi kẻ bên bên này kẻ bên bên kia rồi đánh đá nhau nó phiền dữ lắm bây giờ trong trường hợp chú nói sự thật mà mít lòng người ta người ta có thể thưa chú nữa không được bây giờ đây thí dụ như trường hợp có một lần một sự kiện ở bên việt truyền nhà khi chú đến làm ở một cái chương trình gây quỹ cho một cái chùa rồi chú đến sớm chú vô trong nhà bếp chú lục cơm chú kêu người ta xào cơm đồ ra ăn rồi sau đó người ta tính tiền rồi chú trả tiền nhán cũng bình thường cái đó nó bình thường không quan trọng bằng khi mà chú hỏi uống nước trà thì lại hiểu lầm những người waiter waitress họ tưởng là chú kêu một bình trà cúc người ta tính ba đồng mình thì xin một ly trà người ta tính ba đồng người ta lại tính là một bình trà chứ người ta không có pha một cái ly người ta pha nguyên một bình đem ra để bán mình cứ tưởng là mình làm mc đó quen tôi xin ly trà người ta cho thấy không chính cái sự hiểu lầm đó cho nên chú không hài lòng chú mới đăng lên trên mạng trên facebook chú nói là chú không hài lòng về cái đối xử của nhà hàng đó nhé à, chú ăn chú tra tiền đàng hoàng cái dĩa cơm thì nó nhỏ chú có quay hình được mà thì người ta à, không chấp nhận cũng như cái chuyện ly trà cũng vậy thì khi mà đưa lên nó lập tức những người làm việc hoặc những người bên phía nhà hàng người ta lên chửi liền thí dụ như chú người ta đăng cả một cái một cái receipt để tên của một người mỹ thomas Little Taylor ký tên để trả tiền. Thì người ta cho rằng việc Thảo ăn cơm do một người Mỹ trả tiền. Nha? Vậy mà còn lên, còn chê mắt chê rẻ. Thực ra là chú chính là người trả tiền đó tại vì chú tên Mỹ trên giấy tờ. Thì khi trả bằng cái cạc, chú còn nhớ chú có hình ảnh đầy đủ hết, cái American Express. Thì chú ký tên chú trả chú còn cho tiền tiếp 15 đồng cho 15% tức là hình như khoảng 3 đồng. nhé. Nếu 10% là một đồng rưỡi mà chú cho 3 đồng tức là 20%, chú cho tiếp 20%. Thì nổi cái chuyện đó thôi Tiền là chú trả Cạt là của chú Chú ký tên đàng hoàng Nhưng người ta thấy tên Mỹ thì chú người ta không biết Và người ta lập tức đánh chú liền cho rằng Có người Mỹ nào đó trả tiền cho chú Thấy chưa Mà chú cãi không được Bây giờ chú có lên nói ở cái đó của chú Người ta cũng không chịu Rồi Cách điều thứ hai là lập tức đánh nói rằng ở à, chú đi ăn mà trả tiền này ăn chật ăn gì ô sạch tùm lum tà la hết chẳng những vậy rồi còn đặt vấn đề là người ta còn đòi đưa chuyện của chú lên báo chí nữa. Và sau cái sự việc đó rồi thì chú rút khách bài xuống. Chú cũng trình bày rất rõ là chú không có muốn cái chuyện nó xảy ra như vậy. Thôi, chú rút xuống. Nhưng mà chưa yên đâu. Hình như từ lúc đó đó, nhé, hình như từ lúc đó. Và cũng có nhiều người nói với chú là có thể. Những cái tin đồn từ việc Chuyên Nha, từ ở vùng Đông Bắc Hoa Kỳ đó, à, cái chuyện mà làm việc cho ở cái chùa xá lợi uh, Lấy 25% tiền của ca sĩ Hay là cái chuyện mà bán sổ số cho chiếc xe Của cái chùa bên đó uh, Chiếc xe đó là của chú Chú cho chùa 40% Chú lấy 60% Tức là bán giá số cả trăm ngàn Chú lấy 60 ngàn cho chùa 40 ngàn Rồi uh, sau đó thì nào là tinh đồn chú đòi phải ăn chia với chùa rồi ăn chia không đồng đều cho nên chùa không mời chú về nữa nên, nên những cái tin đồn bắt đầu từ đó nó xảy ra tùm lum thì từ đó mình có thể suy diễn được những cái tin đồn từ đâu rồi một là tinh đồn có thể từ ở trong chùa là do vấn đề tiền bạc như thế nào mình không biết ngang đây là người ta nghĩ là gì vậy điều thứ hai có thể những người không hài lòng với chú vì chú đụng chạm quyền lợi người ta người ta bắt đầu đánh phá chú đưa ra những tin đồn để chú không bao giờ giờ mà về lại cái việc chuyên gia được hết nha mang cái tiếng xấu như vậy thì nếu thật sự chú là người cái chiếc xe sổ số của chùa xá lợi không phải của chú của chùa chú qua chú đi vận động suốt 6 tháng trời bán vé số cho chùa mà nếu cả trăm ngàn đó mà nói rằng chú chỉ cho chùa 40 000 ngàn lấy 60 000 ngàn mà nếu chú không có lấy tiền thì như vậy cái tiền đó ai lấy? Đúng không? À, nó sẽ có những cái trường hợp như vậy. Rồi, à, trong trường hợp ca sĩ, thì chùa mời chứ không phải là chú mời. Chùa trả tiền chứ không phải chú trả. Như vậy thì nếu nói rằng chú lấy 25% tiền của ca sĩ, thì như vậy chú không lấy, thì ai lấy đây? Thấy chưa? Nó phải có cái chuyện cái chuyện mà lem nhem tiền bạc với tao mình không biết. À, rốt cuộc mình là người bị mang tiếng. Thì cái tin đồn nó từ đâu? có thể từ những người họ lấy tiền và họ tung tin đó để dùng chú như là một cái người uh, nhận lãnh cái tội lấy tiền trong khi tiền thì người ta lấy rồi có thể là cái người không muốn chú làm việc với chùa nhé? hay là giúp cho chùa tung những tin đồn để cho xích mích và chú không về chùa đó. cho nên nếu mà mình sống vào cái chuyện đó thì mình sẽ không bao giờ sống được đâu mình làm cái gì đúng mình cứ làm. Còn những cái người mà tung tin bậy bạ ra thì cái chuyện đó hậu quả từ từ rồi cũng sẽ thấy thôi. Có một điều nữa, thí dụ như vừa rồi nói chuyện với Hòa Thượng Minh Thiện trong khi mà chú đang ở tại uh, Portland, Oregon để làm cái chương trình phật cập. Thì có một người ở một chùa khác gọi thẳng điện thoại đến Sư Minh Thiện nói rằng vé số ở chùa bên đó bán được tới 23.000 tờ vé số. Nếu mà 23.000 tờ giá số là nó tới nó tới bao nhiêu? 460.000 đô la bị mỗi tờ 20 đồng. Không dám đâu. Mà nếu mà bán được 23.000 tờ giá số thì cái số người tham dự phải trên 23.000 người. Nhưng mà nó cũng không đúng như vậy. Không thể nào mà bán cái số lượng khủng khiếp như vậy được. Thì bây giờ đó, cái vấn đề nếu mà bán được nhiều hay ít không quan trọng. Cho dù bán nhiều đi, nhưng mà nếu không phải bán đúng cái con số đó thì cái chuyện số lượng bán nhiều hết không quan trọng Mà cái quan trọng ở chỗ là Mình đi nói láo với một vị hòa thượng Người ta có mục đích gì mình không hiểu nha. Trong khi chỗ khác đó Khi mà tiền người ta đòi Thiếu tiền người ta đòi Thì mình đi nói rằng Ô chương trình tổ chức không có thành công Tiền thu không được Còn đối với cái người mà không có dính líu tiền bạc mình Thì đi nói rằng mình bán vé số quá trời nhiều Của chiếc xe Thí dụ như vậy cho nên ở đây đúng là chuyện bên lề. Nhưng cái câu hỏi câu câu hỏi này, thành ra việt thảo cũng xin trả lời, sợ mít lòng lắm. Tại vì mình là người ở ngoài ánh sáng, nha. Mình là người của công chúng. Nếu mình làm sai, mình làm mít lòng người ta, thì người ta có thể đánh đánh phá mình, nha. Còn người ta ở trong bóng tối, mình không có đánh phá người ta được, vì mình là người của công chúng. Cho nên làm chuyện bên lề rất sợ mít lòng. Nhưng mà cái tâm tình của mình nói ra, đó là sự thật. Nếu mà mít lòng thì phải chịu thôi. Nói ngay cả vấn đề à, một cái gì là tỳ khu, tỳ kheo chẳng hạn. Rồi cái vấn đề đó có còn là tỳ kheo hay không? Có còn là tu sĩ hay không? Có còn trong giáo hội hay không? Rồi mình đi mình nói với người ta về cái chuyện mình không đồng ý người ta đánh phá như vậy. Rồi cũng đâm ra cũng mít lòng. Có người cũng binh người này, có người chống người kia. Cho nên cũng đánh phá trên mạng. Cho nên tốt hơn hết không có nói đụng chạm tới cá nhân người ta nữa nhé. Dù rằng người ta làm sai, đối với chú cũng không được quyền nói. Người khác nói được nhưng mà chú nói không được, nhé. OK. Chuyện bên lề, xin lỗi. À, tâm tình đúng là chuyện bên lề. qua cái câu hỏi này thành ra trình bày cho nó rõ ràng. Rồi bây giờ chuyện bên lề lần thứ 408. cái phần mà mọi người đang mong chờ đợi đây đó là cái phần tâm sự của các ông chồng đối với các bà vợ như thế nào. Đầu tiên thì mình nghe các bà vợ nói về 10 điều khủng khiếp của ông chồng. Bây giờ 10 điều của bà vợ đối với ông chồng như thế nào? Các bà cũng nói cái câu tương tự. Theo các ông chồng nói dẫn tay lên nghe nghe. Bây giờ tôi là đóng vai các ông chồng đây. Em yêu. Thứ nhất, khi anh thất nghiệp, em đã ở bên anh. Khi nhà anh cháy, em cũng đã ở bên cạnh anh. Khi anh bị đụng xe, cũng có em đã ở bên cạnh. Bây giờ anh đang bệnh, em cũng ở cạnh anh. Em có biết anh nghĩ gì không? Ở gần em thiệt là xui hết chỗ nói. Từ nay làm ơn nha, đừng tìm anh nữa nha. Dễ sợ chưa? Điều thứ hai, em yêu. Anh phải công nhận một điều. Em chính là người dẫn dắt anh đến với tôn giáo. Anh chưa bao giờ tin là có địa ngục cho đến khi gặp em. <laughs> điều thứ ba, tâm sự của ông chồng là gì? Trong bóng tối dày đặc, trong em như một thiên thần vậy thì ngoài ánh sáng em sẽ lạ như ác quỷ ủa chặt đó là suy nghĩ của các ông nha thứ tư em yêu ơi có biết gì sau khi hôn em anh lại nhắm mắt không vì anh không dám nhìn thẳng vào sự thật <laughs> thứ năm anh luôn mong có được một người phụ nữ để thương yêu chăm sóc và sau khi gặp em anh đã đổi ý thứ sáu anh sai xưa anh nghiện cờ bạc anh xử tệ với em thậm chí anh còn chọc ghẹo những người phụ nữ khác trước mặt em nữa nhưng em vẫn không bỏ đi em quả thật là một người phụ nữ lì lợm làm đủ mọi cách vẫn không đuổi em được thứ bảy trên bàn làm việc anh luôn đặt một tấm ảnh của em để mỗi khi anh nhìn vào đó anh lại có thêm động lực làm việc vấn đề nan giải như thế này mình còn giải quyết được huống chi là việc khác <laughs> thứ tám trước khi gặp em anh thấy cuộc đời mình thật là té nhạt khi gặp em rồi anh mới biết Thiên đường chỉ là ảo tưởng thôi em mà. Thứ chín, có lẽ từ lâu rồi. Kể từ khi gặp em, thời gian của anh không được tính bằng xuân hạ thu đông nữa, mà chỉ là hai mùa mưa nắng thất thường thôi. Và điều thứ mười, cả hai đứa mình, Đều có trên hai chục năm vui vẻ cho đến khi mình lấy nhau, anh mới thấm nhuận đạo lý của nhà Phật. Đời là bể khổ. Chuyện bên lời lần thứ 408 đến đây xin tạm kết thúc và chuyện đấu đá với nhau giữa các ông và các bà giữa vợ chồng mãi mãi vẫn là đề tài mà mọi người đều theo dõi vì không bao giờ bên nào cho bên nào đúng cả. Các ông thì luôn cho các ông đúng và nhìn các bà quá tệ. Các bà thì cho rằng các bà đúng, nhìn các ông quá khủng khiếp. Cho nên chuyện bên lề sẽ dẫn tiếp tục đến với các bạn qua những chuyện không phải chính trong đời sống, mà những chuyện bên lề của cuộc sống để chúng ta có thể gặp nhau trong chuyện bên lề với niềm hạnh phúc vô biên của cuộc sống này. Ok, thank you. And good night. I love you.